chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục hành trình trên đường Hoàng Diệu ở khu vực quận 4. Thì đây là cái ngã ba, cái ngã ba đoạn Văn Tơ. Rất là đông đúc và tấp nập. Quận 4 là thiên đường ăn uống, thiên đường ẩm thực. Phía trước mình là ngã tư Đoàn Văn Bơ và Hoàng Diệu. Nếu chúng ta đi về hướng tay trái thì chúng ta lên cầu Cao Mét. Thì hôm bữa em có đi thì cái đường Cao Mét cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Bên đây mình thấy có cái chùa Anh Linh. Chùa có kiến trúc rất là lạ. Không biết chùa này có từ bao giờ nữa. Cái này chắc phải xin ý kiến của cô chú anh chị đã từng sống ở khu vực tư những mấy chục năm về trước. Thì cái quận 4 này mình đi đâu cũng mình cũng thấy đồ ăn hết á, nên mọi người khỏi sợ không có đồ ăn khi mà qua quận 4 này ha. Thì cuối đường này có cái quán mì Bình Tiềm rất là ngon, đã lâu em cũng không có đến nó nữa, để hôm nào có dịp em đến nó để review cho cô chú chị mình xem ha. Đây là đường Đoàn Văn Bơ nè, ngã tư Đoàn Văn Bơ. Này, hướng này lên cầu Cao Mét. Cầu Cao Mét để đi về quận Nhất ha. Và hướng này để đi vô cái khu ẩm thực. Đèn đỏ. Khu này thì rất là nhiều quán ăn ngon nè. Quý vị thấy, chị thấy quá trời người luôn. Đông nghẹt ở cái đường này luôn. Rồi, chúng ta đợi đèn xanh và qua đường thôi. Lâu quá anh mà. Ngày xưa có lẽ khi mà nói đến quận 4 thì chắc cô chú anh chị mình đều ngán ngẩm ha. Nhất là đã vậy còn đi về ban đêm như kiểu này nữa thì chắc có lẽ mọi người đều sợ. Nhưng mà bây giờ không còn như vậy nữa ha, nên mọi người yên tâm. Ở đây thì bán rất là nhiều cái thức ăn, bánh, bánh mì. Bánh mì Minh Châu. Bánh mì Minh Châu. Thấy ban ngày ở đây cũng rất là đông bánh mì Minh Châu này. Không biết bà con mình có ai đã ăn thử bánh mì Minh Châu chưa ha. Nếu có thì em xin cái comment ha. Mình nhìn qua bên kia đường là Lê Quốc Hưng. Mình đâu có cái quán hủ tiếu rất là ngon nè. Nhưng mà cũng lâu rồi không có đi đến cái quán hủ tiếu đó. Không có dịp sẽ quay cho mọi người xem ha. Rất là nhiều cái địa điểm ở Sài Gòn này. Ngã ba Lê Quốc Hưng và Hoàng Diệu. Trong cái khu chung cư này rất là vắng. Rồi mình nhìn bên tay phải mình là cái đường để vô chợ Xóm Chiếu. Phía trước mình là đường Hoàng Diệu đi thẳng ra Nguyễn Tất Thành ha. Bên tay phải mình là đường nè, đường Lê Quốc Hưng để đi về chợ Xóm Chiếu. Ngược lại thì đi vô cái khu dân cư gần bến Nhân Đồn.
chúng ta xem cái chợ về đêm, chợ xóm chiếu này buổi tối bán những gì ha. Đây là cái nội dung chính của hai video ngày hôm nay mà em gửi đến cô chú anh chị. Ở đây thì không bán nhiều đồ ăn vặt bằng ở đường Đồng Văn Bơ, nhưng mà có lẽ sẽ bán rất là nhiều trái cây và quần áo. Thì nói chung mình đi vô cái khu chợ bình dân cho người lao động. Mình không thể so như chợ Bến Thành ha, thì chợ này phục vụ cho những người công nhân lao động thôi. Giá cũng rất là bình dân, 50-35 ngàn, là 1 đô 2 đô đó. Đây rất là nhiều quần áo nè, giày dép, nhưng mình không có mua nên mình không có tiện hỏi giá. Chợ này thì cái đặc điểm là ngoài vắng ở trong đông, ở ngoài đông trong vắng nè. Thấy rất là nhiều trái cây luôn. Xíu nữa mình sẽ vòng qua cái chỗ bán quần áo này ha, một vòng. Mình đi trước một vòng chợ đi. Đây là nhà lồng chợ nè. Nhìn chung thì chợ này buổi tối không đông lắm. Nhà bán trái cây nhiều. Khu này là khu bán trái cây. Quýt 30 ngàn một ký. Những cái sạp được ghi tên trên chợ. Này, quán ốc. Quán ốc về đêm. Bây giờ thì người ta cũng gần tàn chợ rồi. Chuẩn bị, mọi người chuẩn bị nghỉ ngủ hết rồi. Nên mình nhìn thấy có vẻ không đông lắm. Mình vòng qua đường Lê Văn Linh. Khúc này thì cái khúc mà để tập trung rác, để dọn chợ nè. Mình có thể nói là khúc này rất là dơ. Qua đây là chợ này, chợ rau, rau cải, chợ cá. Ở quận tư này chưa có thay đổi cái loại đèn đường như ở bên chợ Cầu Muối, nên mình nhìn thấy hình ảnh nó không có sáng. Ở bên kia là nhìn thấy ban ngày như ban đêm như ban ngày luôn. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi qua đường bên đây. Mình đi một đoạn nữa thôi. Đoạn nữa là chúng ta vòng qua trở lại hình tròn của cái chợ. Hình tròn của nhà lồng chợ. Phía trước mình là đường Nguyễn Tất Thành. Chúng ta chắc chúng ta phải quành trở lại thôi. Vì tới đó là đường lớn rồi, cũng hết chợ rồi. Chúng ta tiếp tục nha, đi quanh trở lại. Đây
nhiêu sò không. À, đây thì qua khu vực quần áo nè. Ba mươi lăm ngàn. Quần 10 ngàn. À, bán giá rất là bình dân luôn. 100 ngàn 4 cái quần. Kia thì giày dép. À, quần jean 130 ngàn cái. À, nhìn kiến trúc chợ này thì nó không có giống như chợ Hòa Bình, có lẽ chợ này xây sau. À, đúng rồi, chợ này không phải chợ của người Hoa. À, đây quần áo trẻ em. Giày dép. Nhìn chung thì giá rất là rẻ. Không biết có phải là người ta show những cái giá rẻ nhất của loại sản phẩm rẻ tiền nhất ra trước hay không. À, mình nhìn qua đường này thì rất là đông luôn nè. Mình ra đây nữa là coi như là mình đi một vòng chợ đó. Đường này đường Đinh Lễ. Khúc này nãy giờ mình thấy khúc này là tấp nập nhất nè. À, đây là mặt trước của chợ Sớm Chiếu nè. Chợ Sớm Chiếu quận 4. Không biết từ bao giờ thì cái chợ này được tên là Sớm Chiếu mà mình không thấy nhìn thấy cái chiếu nào hết. Hành trình đến đây của chúng ta là một vòng chợ Sớm Chiếu để bà con mình có dịp tham khảo tham quan chợ Sớm Chiếu về đêm ở Sài Gòn như thế nào ha. Chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh về chợ Sớm Chiếu về đêm để cô chú anh chị mình xem cho vui nha. À, lại có cái công viên nhỏ nhỏ. Hồi xưa đường Hoàng Diệu này không có lớn như thế này. Bây giờ ta đi ra tiếp tục đường Hoàng Diệu về đây. Rồi, một lần nữa xin chúc mọi người ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.